Xin chào các bạn, mình là Du lập trình viên. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một bài toán có tựa đề như sau: chi phí tối thiểu để leo lên một cái cầu thang. Thì chúng ta sẽ có chi tiết đề bài như sau: cho một cái cầu thang có y bước để có y bước mà để mà có cho một cái cầu thang, cái bước tại vị trí thứ y thì sẽ có một cái chi phí không âm được gán ở trong cái giá trị của một cái mảng tại vị trí thứ y. Khi mà chúng ta phải phải trả cái chi phí đó thì bạn có thể lựa chọn là leo một hoặc là hai bước. Thì chúng ta cần phải tìm ra cái chi phí thấp nhất để mà chúng ta có thể đi hết cái cầu thang này, đó, đi lên cái đỉnh của cầu thang từ cái sàn nhà. Và chúng ta cũng có thể chọn là bắt đầu ở cái vị trí là chỉ số đầu tiên là index 0 hoặc là bắt đầu tại vị trí index 1. Rồi ví dụ 1 thì chúng ta thấy là chúng ta có một cái mảng gồm có 3 phần tử là 10, 15 và 20. Thì tức là cái bậc đầu tiên thì là chúng ta phải trả chi phí là 10, bậc thứ hai ở chúng ta phải trả chi phí 15, bậc thứ ba chúng ta trả chi phí 20. Thì chúng ta thấy là chỉ cần chúng ta chọn là chúng ta sẽ bắt đầu từ cái bậc thứ một, chúng ta có thể chọn bắt đầu từ cái bậc thứ một là index bằng 1, thì là chúng ta sẽ bước hai bước thì chúng ta sẽ lên tới tức là lên tới cái chúng ta sẽ lên tới cái top, tức là lên cái đỉnh của cái cầu thang này, thì chúng ta chỉ phải trả chi phí là 15 thôi. Còn nếu như chúng ta chọn cái bậc 10 thì là chúng ta bước hai bước thì nó phải tới bậc 20, thì chúng ta lại phải trả chi phí 20 nữa thì cộng lại thành 30. Đó. Thì nó sẽ lớn hơn là cái nếu chúng ta bước lên bắt đầu từ cái đỉnh, từ cái bậc 15 chúng ta bước lên cái top. Thì chúng ta cũng có thể hình dung là đứng ở đây, nếu chúng ta đứng ở dưới sàn chúng ta bước hai bước lên 15, sau đó tương tự 15 ta bước hai bước lên cái đỉnh, thì là 15 sẽ là cái giá trị nhỏ nhất mà chúng ta phải trả để chúng ta đi từ cái sàn lên cái đỉnh. Rồi trong ví dụ 2 thì chúng ta có một cái mảng gồm các cái phần tử như sau. Thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ chọn bắt đầu từ cái vị trí đầu tiên của cái chân cầu thang này, tức là từ cái sàn ta bước một bước lên đây là chi phí 1. Sau đó chúng ta có lựa chọn là bước một hoặc bước hai bước. Thì chúng ta thấy ta bước một bước tới cái chi phí tới cả 100 lần. Thì chúng ta chọn ta bước bước thứ hai thì lên là một, tiếp là thành hai. Tới đây thì chúng ta chọn một hoặc chọn hai, thì nếu mà bằng nhau thì chúng ta chọn cái bước nhiều hơn. Thì chúng ta chọn đây là thành ba. Tới đây chúng ta chọn một hoặc là chọn hai bước thì chúng ta chọn hai bước, tại vì một bước tới 100 thành thành 4. Rồi 4 thì ở đây mình lại một bước hai bước thì mình lại chọn cái nào ít bước hơn, bước mà ít chi phí hơn thì là thành 5. Tới đây thì mình chọn cái này hoặc cái này thì mình chọn cái này thì thành 6. Đó thì các bạn thấy là số chi phí tối thiểu chúng ta đi từ cái sàn lên cái đỉnh là 6 bậc. Là chi phí là 6. Ha. Rồi, thì qua hai cái ví dụ này thì mình nghĩ là các bạn cũng đã nắm được cái yêu cầu của cái đề bài rồi. Thì mình sẽ đi qua phần giới thiệu thuật giải để giải quyết yêu cầu của cái bài toán này. Thì các bạn thấy là cái thuật giải cho cái bài toán này cũng không có gì là phức tạp. Chúng ta thấy là chúng ta căn cứ vô cái ví dụ 2 nãy giờ chúng ta làm, thì chúng ta sẽ có một cái vòng lặp. Thì vòng lặp của chúng ta sẽ bắt đầu từ bắt mình bây giờ mình cho bắt đầu từ phần tử thứ hai đi. Phần tử ở vị trí index số 2. Tại vì mình sẽ xử là mình sẽ tính cái y trừ 1 và y trừ 2. Đó. Thì mình cứ thấy là nếu mình đứng ở đây thì để lên được trên đây á, mình sẽ phải trả cái chi phí nào thấp hơn thì mình chọn. Ví dụ như y trừ 1 là 100, y trừ 2 là 1 thì mình chọn 1. Đó. Thì sau đó mình lấy 1 mình cộng vào đây là thành chi phí ở trên này. Chi phí để mình lên cái bước này. Sau đó mình lại đi tiếp cái phần tử y kế tiếp. Thì y kế tiếp là mình sẽ chọn cái chi phí, một là đi về đây hoặc đi về đây, đúng không? Tức là mình đi từ đây lên trên đây không? Thì là mình cộng vào, thì bây giờ mình sẽ đi bất thử ha. Thì đầu tiên là cái mảng mình là một nè, 100 nè, rồi một nè, rồi một nè, rồi một nè, rồi 100 nè, rồi một, rồi một, rồi một, rồi 100 nè, rồi một nè, đó.
Thì bây giờ đầu tiên là mình sẽ cho cái y của mình đi bắt đầu từ đây. Thì y đi ở đây thì mình sẽ kiểm tra là để mà đi được lên cái bước này thì mình có hai cách đi, một là mình sẽ đi từ cái y trừ một, hay là hai là mình đi từ cái y trừ hai. Thì đi cách nào để mà cái chi phí ở ngay cái vị trí bước này nó lớn nhất, nó nhỏ nhất thì mình chọn. Thì mình thấy là mình phải đi bắt đầu từ y trừ hai đúng không? Tại đi y trừ hai thì nó chỉ có một thôi, nên ở đây mình lấy y trừ hai mình cộng cái giá trị vô đây là cái chi phí ở đây là thành thành hai. Sau đó thì mình tăng y lên phần thử kế tiếp. Rồi ở vị trí này thì mình lại xét y trừ một, y trừ một là 2, còn y trừ 2 là 100. Thì bây giờ mình chọn cái nào để có chi phí thấp hơn, dĩ nhiên mình phải chọn số 2 rồi. Thì 2 đây mình lại cộng vô đây là thành thành 3. Rồi mình lại tiếp tục đi đi tiếp lên cái vị trí này. Thì mình thấy là cái y trừ 1 và cái y trừ 2 thì các bạn thấy là y trừ 1 và y trừ 1 là 3, y trừ 2 là 2. Thì chúng ta sẽ chọn cái y trừ 2 nhỏ hơn là thành 2 là thành 3 ở đây. Sau đó thì chúng ta lại đi tiếp cái phần thử kế tiếp. Thì trong phần thử kế tiếp này chúng ta là giá trị 100. Thì chúng ta thấy là chúng ta chọn cái nào cũng như nhau thôi, tại vì y trừ 1 y trừ 2 bằng 3 hết, nên cuối cùng nó ra đây là 103. Rồi. Sau đó thì chúng ta tăng y lên 1 nữa. Thì y trừ 1 là 103, y trừ 2 là 3 thì dĩ nhiên phải chọn 3 rồi. Nên đây y cộng 1 là 4. Rồi tiếp tục. Thì chúng ta cho y ở đây thì là y trừ 1 là 4, y trừ 2 là 103, thì tiếp tục chọn 4 là còn là thành 5. 1 cộng 4 là thành 5. Sau đó thì y lên tới đây. Thì khi y lên tới đây thì chúng ta sẽ chọn 4, tại vì 5 lớn hơn nên là thành 104. Và cuối cùng là y sẽ đến cái vị trí cuối cùng này là chúng ta lấy 5 giữa 5 và 104 thì chúng ta lấy 5 là cộng lại thành thành 6. Rồi. Thì sau khi mà chúng ta duyệt hết cái y này, chúng ta cập nhật các cái bước của cái cầu thang này thì chúng ta sẽ xem là hai cái vị trí cuối cùng này nè. Tại vì mình cái chỗ mà mình muốn tìm á, tức là ở trên này. Ha, cái top là nó nằm ở trên này nè. Thì mình muốn lên cái top. Đó, tức là mình muốn lên đây thì mình phải chọn coi cái bước ở phía sau này là một, tại mình đi là chỉ có một bước hoặc hai bước thôi, nên mình chỉ được chọn cái phần tử cuối cùng và phần tử gần cuối thôi. Thì mình chọn hai cái này là cái nào có chi phí thấp hơn thì chính là cái chi phí trả về cho chương trình. Đó, thì mình thấy là số 6 này thấp hơn nè, nên suy ra là mình đi lên top bằng bằng 6 là kết quả trả về cho chương trình, do 6 nhỏ hơn 1 104, này là 104 nè. Đó, 104 thì lớn hơn 6 nên suy ra là mình lấy con 66. Rồi thì đây là cái thuật giải của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt ha. Mình sẽ tiến hành cài đặt nó bằng ngôn ngữ lập trình Golang. Thì đầu tiên mình sẽ có một cái vòng lặp y. Y mình sẽ cho bắt đầu bằng 2 như đã mình bàn. Y mình sẽ đi cho đến khi nào mà đến gặp phần tử cuối cùng của cái mảng này. Và mỗi lần đi thì y tăng lên một đơn vị. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ kiểm tra nếu như mà cos tại vị trí thứ y trừ 1 mà nó nhỏ hơn cos tại vị trí thứ y trừ 2 thì chúng ta sẽ cho cái cos tại vị trí thứ y đó, chúng ta sẽ cho cos thứ y cộng bằng cos của vị trí y trừ 1 đúng không? Đó. Còn nếu mà ngược lại thì chúng ta sẽ cho cos tại vị trí thứ y nó cộng bằng với cos tại vị trí thứ y trừ 2. Tức là mình coi cái thằng nào nhỏ hơn thì mình cộng vô. Mình chọn cái thằng nhỏ hơn để mà mình tăng cái chi phí để mình lấy làm cái chi phí của cái vị trí bước hiện tại của mình. Cái nào nhỏ hơn thì mình cộng. Thì mình làm như vậy hết cái vòng lặp này á, thì mình sẽ có cái mảng tương đương với cái ví dụ 2 là mình sẽ có cái mảng tương đương này. Thì sau đó mình sẽ chọn ra hai cái thằng cuối cùng này, thằng nào mà nhỏ hơn thì mình trả về. Thì mình sẽ kiểm tra là mình có cái biến kết quả ở đây đi. Thì biến kết quả đầu tiên là mình sẽ gán cho bằng thằng cos tại vị trí thứ của cos, lấy cái thằng cuối cùng trước. Sau đó nếu như mà cái thằng result này của mình mà nó lớn hơn cái thằng cos tại vị trí thứ y trừ 2 á,
thì mình gán cho cái result bằng bằng y trừ 2 ha. Bán cái result cho bằng cái y trừ 2. Rồi. Sau đó thì mình sẽ trả về result. Rồi mình sẽ thử chạy cái chương trình này xem nó có lỗi gì không. Đó, các bạn thấy là cái sao cái ví dụ 1 này nó không 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 vậy ta. Để mình thử đổi cái giá trị của ví dụ 1 thành 10. Rồi mình copy hết này đi. Mình chạy thử cái ví dụ 2 ha. Rồi. Thử chạy cái ví dụ 2 coi nó có đúng không. Thì các bạn thấy là ví dụ 2 chúng ta trả về 6 nè. Kết quả giống với yêu cầu đề bài. Rồi, mình sẽ thử submit để giải các cái ví dụ khác. Rồi, như vậy là mình đã giải thành công tất cả các ví dụ còn lại của đề bài. Thì đối với đề bài này, đối với thuật toán này thì độ phức tạp của nó sẽ là mình gọi n là số phần tử của cái mảng code này. Thì độ phức tạp sẽ là ON. Độ phức tạp của không gian lưu trữ mình đâu có sử dụng thêm bất cứ cái cấu trúc dữ liệu phức tạp nào để lưu trữ đâu. Nên độ phức tạp của nó là hằng số O1. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, subscribe và chia sẻ kênh. Nếu các bạn có thắc mắc, đóng góp ý kiến hay có cách giải hay hơn thì vui lòng ghi lại ở phần bình luận ở dưới video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.